xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xoá nền chữ trong quần giả sử như đây tôi có 3 đoạn văn bản và ba đoạn văn bản của tôi á nó chứa màu nền bây giờ tôi không muốn là các đoạn văn bản của tôi nó chứa màu nền nữa mà tôi muốn là xóa màu nền đi thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là xoá nền chữ trong quần rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ nội dung mà chúng ta muốn xóa màu nền. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ vào tóc Home Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào công cụ có tên là Clear On Formatting. Khi các bạn chúng ta chọn vào công cụ này, thì lúc này á nó sẽ xóa toàn bộ đơn dạng của nội dung mà bạn đã quét chọn. Giờ tôi sẽ bấm vào này. Đó, thì lúc này á nó sẽ xóa toàn bộ đơn dạng. Đồng thời, nó xóa luôn màu nền luôn. Đây là cách đầu tiên Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào nội dung mà chúng ta muốn xóa một nền. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào và chọn vào kết. Sau đó đây, các bạn chúng ta sẽ di chuyển tới vị trí mà chúng ta muốn dán nội dung. Bấm phải chuột, chọn vào Keep text Only, tức là chúng ta chỉ giữ lại nội dung mà thôi. Còn định dạng á, chúng ta sẽ xóa đi. Thì lúc này á, màu nền của chữ nó cũng biến mất đây là cách thứ hai rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ ba cách thứ ba các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào nội dung Chứa màu nền sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột chọn vào kết tiếp theo các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm và nhập từ khóa cái app có tên là Notepad đó đây tôi nhập từ khóa là Notepad này thì lúc này á một app Notepad nó sẽ xuất hiện. Bây giờ tôi sẽ chọn vào. Sau đó ở đây tôi sẽ bấm phải chuột chọn vào paste để tôi dán. Thì nội dung khi tôi dán vào phần mềm note này thì nó sẽ xóa toàn bộ định dạng. Nó chỉ giữ lại nội dung mà thôi. Sau đó ở đây tôi sẽ quét chọn vào nội dung mà tôi vừa dán trong phần mềm note Bấm phải chuột chọn vào copy. Sau đó tôi sẽ quay lại quật chọn vào vị trí mà tôi muốn dán. Bấm phải chuột chọn vào paste thì nó sẽ dán ra. Đồng thời nó cũng mất màu nền của chữ luôn Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách Để bạn có thể là xóa đơn chữ trong Word Nếu thấy video hay, hữu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi